Chờ con quỷ này. That's okay, mình quay phải tay kia bạn được không? Rồi, hoa tay kia. There. Trời ơi, tưởng sao nãy giờ không quay. Ôi, giờ nó sạch chớn luôn, chết luôn. Nãy giờ tao nói nhảm nhí vậy mà. Như là có nhạc quá lên nữa. I'm doing you a favor, mẹ. Con kè mẹ. Sao? Mẹ muốn video không? Mẹ muốn good quality không? Mà con kè ánh sáng. Yeah, con một finger rồi đó. Mà hồng quá đẹp luôn. Yeah. I should have just done two more blue here and then three pink that you'll make. Okay, man, so can I be a dinosaur? Mắc cười biết con mang cái dinosaur này còn nhảy kênh làm sao. This looks like cotton candy. Màu đẹp ha. Thấy được cái gì đúng không? Ew, cái tao nhìn nhảy like a sausage. Bà nào bà hơi bà trúng hoài á. Dạ, yeah, bà trúng 31, nên hôm nay bà trúng thêm 3 đồng nữa. Bà trúng 35. Bà nói 31 hả? Đó đúng rồi. Anyways, hơn bao giờ là quá nước rồi. Có lần bà trúng mấy trăm đồng á. Coi ra đợi cho ngày là bà trúng mấy ngàn đồng đi. Bà trúng 500. Sao bà đi lấy 3 đồng mà lâu vậy? Nó mấy người đó mua chơi bắt dân con ghiền lắm á. Sao bắt dân mua như là 20 cái luôn á, bắt dân để trên bàn ngay cái bên giường. Có chạy không vậy? Có, con thấy mà. Nãy con nhìn thấy, ủa không? Có mẹ sẽ ráp tay con, mẹ làm lại từ đầu. Sao vậy? Sao biểu? Mẹ sao vậy? Từ hôm qua. Đâu có lỗi con đâu, nếu mẹ làm mẹ chỉ tốn thêm bạc bột thôi. Không sao. Mà quay thêm cái chim, mẹ chứ cũng phải quay một tay mà. Mẹ đang irrational mẹ. Nó nay cũng làm biết giờ lắm nè. Vậy đâu biết giờ này đâu. Nhìn số thôi, nhìn số giờ thôi. Giờ đi, dễ dàng mà. Không biết giờ. Trời ơi, cái kia còn biết giờ luôn. Nuôi mày ra tiệm giờ mà. Đâu biết chúng là sao vậy. Có nào nó đang cầm million, nó nhìn cái tốn số thôi. 18, chật rồi, cái này cầm chật rồi. Thì mình trúng được 2 đồng, 4 đồng mình mua khác. Cũng quá, nó 08 mình nè. 09:30 phải không? Nếu mà con mua với số bây giờ mà con trúng á, tại vì con im ơi là im luôn. Cứ bao bo đi chứ, không thể bao sao im mai mới giò mà. Học sinh đi chơi nè. Trúng được con một số 68 thôi, nhưng mà số đuôi cũng trúng nó cho mình lãnh không ta? Trúng số 68 nè, nhưng mà số đuôi không có giống. Vậy đâu trúng? Chứ đuôi phải giống mới được hả? Trong kho nhiều người đàn ông này bà nhìn đẹp lắm. Lúc mà ra xong mới nhìn cho mình. Nhìn cho mình. Mình ra cái trúng 2 đồng không? Không trúng đâu. Trúng một số 68 hay đông. Trời ơi trời. Nó bây giờ trúng một số trúng chắc không biết bao nhiêu chuyện động quăng ra. Ghiền quá đúng không? Mà cũng trúng nhiều mà sao? Đi ra Publix có nhiều người mua một đống luôn kìa. Chịu không nổi, cả tại chỗ luôn rồi đó, chịu không nổi. Wow. Wow, fix rồi trời. Trời ơi.
Con nhớ hồi xưa có mấy người mà hay. Yes. Powder. True color. No. She don't cut cuticle. I don't cut her cuticle. Cause she just lucky, don't have cuticle. Bà nói mẹ làm bả không giống như làm cho con, ý là bả nói mẹ làm con good làm bả không good.